Xin chào các bạn. Ở video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn với các bạn về cách thả giun giống, thả sinh khối sau khi các bạn mua sinh khối về. Thì trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì nếu như các bạn nào mà chưa biết cách để xây dựng chuồng trại nuôi giun hoặc chưa biết cách để đặt mua sinh khối giun quế giống thì các bạn có thể tìm lại hai video này mình đã chia sẻ ở trên kênh YouTube của trại giun quế Ba Vì. Mình sẽ để link của hai video ở cái phần mô tả của video này để các bạn tiện tìm và theo dõi lại. Và bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì đầu tiên, sau khi các bạn đặt mua sinh khối giun giống của trại giun quế Ba Vì xong thì các bạn sẽ nhận được những cái thùng sinh khối giun giống như thế này. Đấy, như các bạn đang nhìn thấy thì mình sẽ đóng sinh khối giun giống vào cái thùng nhựa cứng như này để gửi xe khách về cho các bạn. Nếu như các bạn nào mà ở gần chạy giun quế Ba Vì hoặc các bạn mua với số lượng nhiều thì bên mình sẽ có xe để vận chuyển và có người về để hỗ trợ thả giống và hướng dẫn cho các bạn thì rất là đơn giản. Tuy nhiên có rất là nhiều những anh em ở xa và mình mua với số lượng ít thì chạy giun quế Ba Vì nhà mình thì không thể đi theo trực tiếp và thả giống và hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn được. Do vậy các bạn cố gắng xem video này để mình biết cách làm. Thì thực sự là cái việc thả sinh khối giun quế giống ra thì nó cũng rất là đơn giản, không có gì là khó khăn, các bạn chỉ cần xem là các bạn làm được. Đấy, thì đầu tiên trước khi các bạn đặt mua sinh khối giun giống thì cái việc chuẩn bị thì các bạn cần phải đảm bảo cho mình là cái chuồng nuôi đã sẵn sàng để sau khi các bạn mình gửi cái sinh khối giun giống về cho các bạn thì các bạn có cái chuồng nuôi, có cái chỗ vị trí để mình thả sinh khối để mình nuôi. Sau khi mà các bạn nhận được sinh khối giun giống về thì mình cần phải thả ra nó càng sớm càng tốt. Thì cái việc mình thả giun quế sớm này thì nó giúp cho cái con giun bố mẹ ở trong cái sinh khối này nó được khỏe mạnh và nó không bị ảnh hưởng. Nếu như các bạn mà để cái sinh khối ở trong cái thùng này nó quá lâu thì những cái con giun bố mẹ nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Còn cái trứng kén thì chắc chắn nó không ảnh hưởng gì. Đấy, nó chỉ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con giun bố mẹ. Đấy. Thì cái cách làm thì sau khi mà các bạn nhận được cái thùng sinh khối của bên mình gửi về thì các bạn đổ cái thùng sinh khối này ra nền chuồng nuôi. Sau đó thì các bạn dùng cái cào răng để mình cào san, mình cào nhẹ nhàng san phẳng nó ra. Đấy, san đều với cái mật độ tỷ lệ đẹp nhất là tầm 25 kg sinh khối trên 1 m². Đấy, thì khi đó cái độ dày của cái sinh khối này nó rơi vào khoảng là 3-4 cm thì là vừa. Các bạn chú ý giúp mình thì các bạn không nên thả cái mật độ nó mỏng hơn, thả nó mật độ ít hơn. Ví dụ như là các bạn thả khoảng 15-20 kg sinh khối trên 1 m² thì như vậy là cái mật độ và cái độ dày ở trong sinh khối này nó rất là mỏng. Đấy, và nó sẽ rất là dễ làm khô cái môi trường sống của giun cũng như là cái tỷ lệ trứng kén rồi giun bố mẹ nó thưa thớt thì các bạn rất là vất vả để các bạn chăm sóc để cho giun nó phát triển và sinh sản lên. Đấy là cái thứ nhất. Và ngược lại, nếu như các bạn mà thả với mật độ nó dày hơn, ví dụ như là 30-35 kg sinh khối trên 1 m², thì nó sẽ không sao, tuy nhiên nó không tối ưu được cái chi phí cũng như là cái tốc độ phát triển sinh sản của giun. Đấy, do vậy các bạn chỉ cần thả là 25 kg sinh khối trên 1 m² là tối ưu. Đó. Thì bước tiếp theo, sau khi các bạn đổ và mình san phẳng sinh khối ra nền chuồng nuôi rồi thì mình sẽ dùng cái tấm lưới đen để mình che phủ lên trên bề mặt của cái môi trường nuôi giun mà mình vừa nãy thả ra đấy. Đấy, thì cái việc mà mình che cái tấm lưới đen lên bề mặt như này sẽ giúp cho cái môi trường sống của giun nó được tối cũng như là giữ ẩm được cái môi trường sống của giun. Đấy, sau khi mình mà che lưới đen xong thì mình sẽ dùng cái thùng nước hoặc là cái vòi nước hoa sen để mình tưới nhẹ lên trên cái tấm lưới đen như này. Đấy, thì nó sẽ để cho làm cái nước nó sẽ rõ từ từ xuống cái môi trường sống sinh khối của giun này. Thì cái việc tưới nước này nó sẽ giúp cho con giun nó cũng dễ dàng và nhanh chóng thích nghi với môi trường sống mới. Đấy, và chỉ như vậy là các bạn đã thả sinh khối giun giống xong rồi. Và ngày hôm sau thì mình sẽ tiến hành cho giun ăn. Thì cái cách cho giun ăn như nào thì mình sẽ hướng dẫn ở các bạn ở cái video sau. Cái video này nó đỡ bị dài, các bạn sẽ xem sau. Thì trên đây là mình đã chia sẻ và hướng dẫn với các bạn về cách
thả giun giống sau khi các bạn mua sinh khối về. Thì nếu các bạn thấy video này hữu ích, thấy video này hay thì hãy chia sẻ giúp mình để nhiều người biết tới. Và nếu như các bạn có những cái thắc mắc, có những cái băn khoăn gì về công việc nuôi giun quế thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc là Zalo là 0973 421 773 thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn qua điện thoại. Hoặc các bạn có thể để lại bình luận, để lại tin nhắn ở dưới phần bình luận của video này, mình sẽ trả lời cho các bạn. Thì với cái kinh nghiệm nuôi giun gần 10 năm thì mình tin chắc rằng mình sẽ có được cái câu trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc của các bạn. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình và biết thêm được những cái thông tin và cập nhật thêm được những cái thông tin hữu ích về con giun quế này mà mình đã chia sẻ và mình sẽ chia sẻ trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.